You are young. Yeah, in the street and you can't drink beer. Đây là chiếc đế sạc cho iPhone di động, tức là pin di động. Đây là chiếc iPhone, các bạn xem cái biểu tượng pin này. Bây giờ mình cắm vào đây. Thì đây là sạc pin. Dung lượng của một pin này là 1500 mAh. Các bạn có thể kiểm tra và bấm vào đây. Sản phẩm tương tự như vậy thì cũng có trên thị trường rồi, nhưng mà đây là sản phẩm đầu tiên mà KingMark tham gia vào thị trường này. Việt Nam mình cũng có nhà phân phối cái sản phẩm này. Khá là đẹp, những cái nhỏ gọn. Cả màu đen, màu hồng và màu trắng. Mất khoảng chừng 2 tiếng rưỡi để nó sạc đầy cái pin iPhone, tức là từ pin này sạc vào đây để đầy. Và các bạn có thể dùng cổng USB trên máy tính để mà sạc cho cục pin này. Hoặc là họ sẽ bán theo một cục, thêm một cái cục sạc để gắn ở nhà mới sạc đầy. Xin cảm ơn.